Sáng qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ hai đối tượng tổ chức lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc khi cả hai đang lẩn trốn tại Hòa Bình và Hà Nội và vừa được di lý về đến Đà Nẵng. Hai đối tượng là Vũ Đức Minh, 43 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội và Đinh Hồng Quang, 39 tuổi, trú Hoài Đức, Hà Nội. Trước đó, vào thời điểm giữa tháng 5, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra tại khách sạn Toàn Thắng thuộc phường Mỹ An có 170 người trú tại các tỉnh phía Bắc và lưu trú với mục đích chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bằng đường biển. Tuy nhiên, gần đến thời điểm khởi hành, hai người tổ chức là Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường bất ngờ lẩn tránh và cắt đứt liên lạc. Thực tế thì đây là tên giả của Minh và Quang dùng để mở tài khoản và che giấu thân phận thật để thực hiện việc lừa đảo. Theo khai báo của các bị hại, Minh và Quang ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động với giá là 10.000 đô la Mỹ trên một người và hẹn tất cả tập trung tại khách sạn ở Đà Nẵng, sau đó đưa xuống tàu biển sang Hàn Quốc. Khi đã chiếm đoạt được gần 3 tỷ đồng, hai đối tượng điều khiển ô tô cá nhân đi trốn ở nhiều tỉnh thành và bị công an thành phố bắt giữ, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra làm rõ.